Ngày 11 tháng 4 năm 1977, nhà báo người Pháp Jean-Franc Noyboyer đã có mặt tại nhà hát lớn thành phố để quay hình giới nghệ sĩ và trí thức Sài Gòn tham gia chiến dịch xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong phái đoàn tham dự lễ ra mắt, chúng ta thấy có sự hiện diện của những ngôi sao nổi tiếng như Thẩm Thúy Hằng, Kim Cương, Lệ Thu, Ông Ba Dân, Kiều Phượng Loan, Tường Dân, Lệ Thủy, Ngọc Nuôi, Băng Châu, cùng đông đảo nghệ sĩ các đoàn Kim Cương, Đoàn Bông Hồng, Đoàn Cải Lương Sài Gòn 1 và giới trí thức, bác sĩ, luật sư của Sài Gòn như bác sĩ Dương Quỳnh Hoa. Lễ ra quân được tổ chức rất long trọng với màn múa lân và biểu diễn văn nghệ thật hào hứng. Các phái đoàn tham gia ai cũng tươi cười và hừng hực khí thế tiến lên. Các đoàn xe dập dìu lăn bánh với cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, lướt qua những con đường, những khu phố thân quen. Tại công trình thủy lợi, các nghệ sĩ, trí thức hòa mình lao động cùng các thanh niên xung phong, các em học sinh trường Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Quý Đôn, nghệ sĩ Ba Dân, dù tuổi cao sức yếu, vẫn không quản ngại cực nhọc, ông dùng xẻng xúc từng miếng đất để đào kênh. Các nghệ sĩ nữ như Phương Hồng Quế, Hương Lan đứng hát để động viên mọi người hăng say lao động. Tiếng đàn, tiếng ca của những Chí Tâm, Thái Châu, Quốc Dũng, vang động khắp công trường. Ngoài ca hát, các nghệ sĩ còn biểu diễn xiếc, ảo thuật để động viên tinh thần lao động của mọi người. Oh, God.